Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip mới nhất trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Hôm nay là ngày thứ 6, 29 tháng 11. Xin kính chúc quý vị một ngày mới làm việc thật nhiều sức khỏe bình an. Trong cái bản tin ngày hôm nay có những cái thông tin rất là hot liên quan đến câu chuyện của căn nhà số 5 bên phía Hồng Loan và bên phía mẹ con cô cháu gái. Một cái thông tin rất là nóng là rất nhiều những cái nguồn tin lan truyền của khán giả chia sẻ rằng trong ngày 28 tháng 1 tới đây, bên phía mẹ con của cô cháu gái cùng với cô trợ lý Kim Hô sẽ tới dọn tất cả những cái đồ còn lại trong nhà số 5. Thì thực hư không biết cái nguồn tin này như thế nào, nhưng mà rõ ràng dù gì trước sau gì mẹ con của cô cháu gái cũng phải về đó mà dọn đồ, dọn cái con gấu bông, dọn cái thùng rác và dọn cái tủ lạnh. Hơn 2 năm nay rồi nó chảy ô uế trước cái chỗ mà cái shop của chị Hồng Loan, thực sự là nó rất mất mỹ quan quý vị. Nhiều người nói rằng Hồng Loan quá là hiền, tại sao là để những cái đồ ô uế của mẹ con cô xích lại còn để ở trong nhà của mình, khi mà họ không còn ở thì thôi mang đi đi, để đó làm gì, nuôi hy vọng làm gì mà về căn nhà số 5 nữa. Cái nhà từ đường 6 đã bán theo cái nghiệp đỏ đen rồi, chú Năm cũng một đời đi làm để trả nợ cho bà, chỉ còn một cái chút tài sản cuối đời để mà lo cho con gái của mình. Nếu mà xích mà không vì cái tham lam, cái sự ích kỷ của mình thì nay đâu phải rơi vào cái cảnh mà vô gia cư, đi thuê nhà rồi phải đi bán hủ tiếu, bê từng tô bún bò, sống trong một cái cảnh khá là chật vật, bị khán giả người ta tẩy chay, đi ra đường thì cũng không dám ngẩng mặt lên với thiên hạ quý vị. Có một cái thông tin, có một cái bài viết cũng rất là quan trọng, nói về một cái nhân vật mà chúng ta rất là ít đề cập nhưng hiện tại cũng đang sinh sống trong căn nhà số 5, đó là anh Phương, chồng của Bùm Bùm. Có một cái bài viết khá là hay khi mà nói lên những cái sự âm thầm giúp đỡ của anh Phương với Hồng Loan quý vị. Không ồn ào nhưng hiệu quả, tôi muốn nói đến một nhân vật tương đối ít xuất hiện, rất lặng lẽ nhưng xét về độ hiệu quả thì không chê vào đâu được. Người ấy phải như thế nào, đến lúc cuối đời của nghệ sĩ đã trút bầu tâm sự và giao cho người ấy những lời dư nguyện cuối cùng. Đúng là cái cách của nghệ sĩ đã chọn mà gửi vàng. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, người ấy đã tròn nhiệm vụ một cách hoàn hảo, đó là Phương, chồng của Bùm Bùm. Giấy tờ sở hữu gia tài chuyển từ cố nghệ sĩ sang đơn đứa con hợp pháp, đâu một sớm một chiều mà làm được đâu. Cũng phải công nhận cố nghệ sĩ khá chu đáo khi nắm được giấy khai tử của mẹ mình, tức là bà nội của Hồng Loan, rồi giấy độc thân của cố nghệ sĩ. Thế là Phương phải chạy marathon cho những giấy tờ quan trọng đó. Kết quả hoàn tất thủ tục khá là nhanh nhưng hoàn toàn trong bí mật. Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Khi mà danh chính ngôn thuận thì xin mời các em giặt cỏ ra khỏi nhà thế thôi. Sau này cũng nhờ sự cần mẫn của Phương, ngồi chịu khó đọc hàng giờ những sắp giấy tờ cũ tưởng chừng như bỏ phế, nhưng cuối cùng ra khám phá trong những sắp giấy vô bộ đó lại có tờ giám định, tờ giấy vô cùng quan trọng để trình cho thẩm phán thẩm định. Phần thắng của Hồng Loan cũng đừng quên, những tờ giấy rất đổi là quan trọng. Một thứ mà con ve châm biếm là giấy vệ sinh cũng không sao, giấy gì cũng được, nhưng miệng thẩm phán cầm và phải gật gù thôi nhé. Đến đây chúng ta đã hiểu được thêm tính cách cá nhân của một vài thành viên trong căn nhà số 5, cũng là điều cần thiết lắm. Chúng ta đang nghĩ về một vài người mang tính cách âm thanh của sự tĩnh lặng là thế đấy. Đó là một cái bài viết khá là hay nói về chồng của Bùm Bùm. Thì trong cái thời gian mà xảy ra kiện tụng thì anh Phương cũng đã hỗ trợ chị Hồng Loan lo đây công việc làm giấy làm tờ. Thế mà bên kia nó nói là lo làm chạy đôn chạy đáo thì để mà làm thừa hưởng cái tài sản của cô nghệ sĩ để lại, chứ không mẹ con của cô cháu gái âm mưu là ẩu ẩm hết đi quý vị. Và trong cái phần cuối của bản tin ngày hôm nay thì xin mời quý vị nghe một cái đoạn ghi âm của một cái cô khán giả tiếp tục lên vạch mặt cái âm mưu của mẹ con cô cháu gái, tiếp tục muốn tranh giành căn nhà số 5 nha. Quý vị xem hết video để hiểu rõ nội dung câu chuyện nha. Đăng lại một cái video clip mà cách đây hơn một năm, khi mà bé Nga bị đuổi ra khỏi nhà thì trong đó có cả chiến sĩ công an. Và lý do bị đuổi ra khỏi nhà thì thật chất con Nga là ai? Con Nga cũng chỉ là ô sin thôi. Mà bây giờ đã là gọi là ô sin nha, bây giờ cái đó là mình nói á, mình nói thẳng nha anh chị nha. Đã là bây giờ thuê ô sin về thì bây giờ phải trung thành. Mà ô sin mà đi cấu kết với người ngoài để mà hại cái người trong nhà thì đuổi chứ còn để làm gì? Đúng quá vậy. Đó. Rồi chưa tính tới là cái vấn đề bây giờ ăn cắp ăn trộm nữa đó.
đó. Rồi mày đừng có nói là mày không, mày nói đừng có nói là con Nga không ăn cắp nha. Chút xíu để chứng minh cho mày là con Nga ăn cắp như thế cái gì. Kể cả con Vô Ơn đứng ở đó, nhưng trong suốt phần vừa qua là bên phía nhà số 5, đặc biệt là cặp vợ chồng của con ăn trực, là nó lên nó vu khống, nó chửi rủa cho bé Nga. Nó chửi vợ chồng Linh Tý là ăn trực đó anh chị. Mày ăn trực được như vợ chồng Linh Tý không? Mày đi ăn trực mày đưa 200 đô ra đi, người ta mới nể mày. Nha. Chỉ có những cái thể loại mà như con Lê với con Lần Lung á mới gọi chữ người ta ăn trực mà nhận 200 đô, bây giờ mà không trả lại cho người ta cái thứ đó mới nhục ra. Nha. Tụi bay là một cái nguyên một cái bọn đó, ta gọi là cái bọn mà lấy cái đít đưa lên cái đầu, lấy cái đầu đút ra cái đít không à. Hình như tụi bay hồi đó giờ đĩa ngược hay sao á. Nguyên một bầy đĩa ngược luôn. Hả? Anh chị à, nguyên một bầy của tụi nó đĩa ngược luôn. Bảo rằng là bé Nga là cái người ăn trộm đồ thì Nguyễn Bình Dương sẽ chứng minh cái clip này cho quý anh chị thấy, để quý anh chị hiểu được là lúc bé Nga đi ra ngoài là đường đường chính chính và không có trộm cắp như bọn nó đã từng là bịa đặt cho bé Nga nha quý anh chị. Ừ. Kính mời quý anh chị xem clip nha. Rồi, đây là khung cảnh của nhà Hồng Loan. Anh chị có xác nhận không ạ? Đây là khung cảnh của nhà Hồng Loan. Mà nó gọi Hồng Loan là cái con Vô Ơn thì bây giờ cái nhà của người ta, nó đưa cái nhà của người ta lên rồi nó gọi cái con Vô Ơn thì chết cha mày rồi, húng lên. Mày chết chắc nha. Yeah. Mày chữ ai là Vô Ơn thì mày đó, bây giờ cái clip này mày khỏi chối, khỏi cãi nha. Yeah. Tại sao không nói chuyện với người ta? Ta chủ nhà mà. Ủa, người ta chủ nhà, người ta mời công an tới mà tự nhiên không nói chuyện với mày là sao? Anh chị nghe cái câu mà tao không nói chuyện với mày không? Là mẹ con gì nói đó. Anh chị thấy không? Anh chị thấy cái lúc này có công an tới mà hiếp con Hồng Loan như vậy đó, tao không nói chuyện với mày. Mày nghĩ đi. Được không? Ở nhờ nhà người ta mà còn chỉ mặt người ta là tao không nói chuyện với mày. Ủa, tao không nói chuyện với mày, vậy là mày ở trong nhà tao làm cái gì? Cái lúc đó phải Hồng Loan nó nói vậy là ok rồi, em nói thật anh chị chứ. Đáng lý mà gặp lại em á, mà em nói bây giờ em không muốn những người này ở trong nhà của em đúng không? Em mời lên phường, ok em tới phường em trình báo rồi. Lên phường. Con nhỏ đây nè anh chị, con nhỏ kêu lên phường này. Đây anh chị nghe lại nha. Đây. Nó đưa, chính nó đưa cái clip này lên đó anh chị. Là thằng mặt khó mỏ dơ nó đưa cái clip này lên đó. Chứ không phải là em tìm đâu nha. Mà chính con Hồng Loan là lên báo công an phường nha. Đó. Rồi bây giờ anh chị nghe lại con Hồng Loan nói gì nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Thôi bây giờ có gì lên phường nói, đúng không? Là con nhỏ nói đúng rồi. Rồi bắt đầu tới mẹ con gì nói là tao không nói chuyện với mày. Đù, gì con mất mối gì ra ngoài đường. Anh đâu, đâu ơi, ở trong nhà người ta mà mất mối gì ra đường. Ủa, ủa sao ở nhờ mà ở dây vậy? Ở nhờ nhà người ta mà nói mất mối gì ra ngoài đường. Nói mà không biết mắc cỡ luôn trời. Anh chị thấy không? Anh chị thấy cái thái độ hai mẹ con lúc này không hăng không? Đây, nghe lại nha mọi người, nghe lại nha. Nghe lại để mình biết coi cái thái độ lúc đó như thế nào. Đó, để mình coi lại tại sao con Hồng Loan nó phải làm như vậy. Mà trong cái lúc này anh chị nghĩ đây là có công an đó. Nếu như không có công an thì anh chị nghĩ như thế nào Hồng Loan sẽ như thế nào anh chị? Đúng không? Có công an mà mẹ con nó còn cái thái độ như vậy. Còn nếu như phía sau đó không có công an nữa thì mẹ con còn làm hơn nữa. Đúng chưa? Đúng không anh chị? Nghe lại nè. Mà công an người ta mời lên phường để giải quyết mà con Di nó không chịu lên. Mà thật sự con Di nó sợ công an lắm. Anh chị thấy nó già mồm không? Anh chị thấy không? Nó nói là nó không gây mất an ninh trật tự nhưng mà có người báo thì công an người ta xuống làm là đúng đâu. Ủa, không có người báo thì công an xuống là rảnh hán xuống hả? Mà có công an ở đó mà nó chửi con Hồng Loan vậy mà nó nói nó gây mất an ninh trật tự. Trong khi là nó đang ở nhờ nhà người ta. Người ta mời lên phường nó nói mời lên phường. Âu là trời ơi. Thứ lạ trời. Đúng. Hai anh công an này làm rất là đúng. Bây giờ ai đúng ai sai tính sau. Nhưng mà bây giờ cự cãi trong nhà, bây giờ đi lên phường. Bà nói là con Nga là thương cậu Năm, lo lắng cho cậu Năm, thậm chí là bóc cái cục cước đó là cho cậu Năm. Ồ vậy nguyên một cái đám mà luôn luôn nói yêu thương cậu ở đâu hết rồi, chết đâu hết rồi hả, mà để cho con đó nó làm. Vậy thì cái những cái lời mà yêu thương của những cái đứa mà nói đang nói yêu thương cậu, muốn gìn giữ những cái gì của cậu á, là nói đúng hay nói sai vậy hả? Ủa, ủa anh chị,
Á, à, sao xóa tin nhắn hết vậy? Hương Trang xem tin nhắn bị xóa. Ủa sao sao bị xóa hết vậy? Nãy giờ tôi không coi bình luận ai xóa vậy? Chúng đào người xóa tin nhắn. Ủa ai xóa vậy? Kệ nó để cho nó bình luận đi anh chị, kệ nó. Những anh chị cười lê cứ để cho nó bình luận nghe. Cứ để cho nó bình luận. Mình cứ phân tích chừng nào mà em phân tích xong hết cái anh chị muốn xóa xóa. Còn bây giờ, á, còn bây giờ là cứ để cho bình luận không sao nghe. Ví dụ có chữ em cũng để cho nó chữ, kệ nó. Không quan trọng, chừng nào mà em phân tích xong đó, để cho nó nghe chứ. Để cho nó nghe nó cái gì đúng, cái gì sai anh chị đó. Còn cái chuyện mà ví dụ như bây giờ nó ghét em, nó chửi em thì cái chuyện của nó. Nhưng mà để cho nó nhận thức được cái gì đúng, cái gì sai, phải để cho nó nghe. Anh chị nha, đừng có xóa trong lúc em phân tích đó, anh chị đừng có xóa cái gì của nó hết. Nó chửi gút kệ cha nó. Rồi em nói cái này đúng không anh chị? Thí dụ như bây giờ nè, cái bà vợ của ông Bảy khọt xèo nè, bà nói là con Nga rất thương cậu Năm đó, lo lắng cho cậu Năm lúc bệnh tật, thậm chí ý đái rồi lấy cước rồi đó đó. Trời, cái đó nói vô vi phạm cái trang này anh chị không dám nói. Vậy á thì cái đám á, nguyên một đám mà nói yêu thương cậu Năm, lo lắng cho cậu Năm, thậm chí muốn đai theo cậu Năm luôn, đâu hết rồi, chết đâu hết rồi hả? Mà để cho một cái con ô sinh lo lắng là sao? Ông là trời quá kỳ vậy hả? Kỳ vậy là một con người mà để cho chúng ta tôn trọng về cái mặt đạo đức, đúng không quý vị? À, chính cô ta cũng đã phát cô mình ở trước mặt của chính quyền công an và đuổi thẳng cô ta, cô của mình đi ra ngoài sân. Trong khi đó quý đuổi là đúng. Cái thứ nhất tại sao ta thấy đuổi là đúng? Tại vì ở nhờ mà không có liêm sỉ. Đuổi là vì cái tội ở nhờ mà ở quá dai. Cái con người mà người ta có lòng tự trọng và sĩ diện thì không bao giờ người ta ở lê, ở lết như vậy. Đó. Mình là người có gia đình rồi, mình ở nhờ thì đã đành đi rồi. Rồi đi, đi lấy chồng cho đã, đi quen thằng này cho thằng kia cho đã, rồi đẻ đứa con, dắt thêm đứa con về ở nhờ nữa. Rồi đứa con nó cũng vậy luôn, cũng đi lấy chồng mang con về ở nhờ nữa. Trời ơi, anh đâu mà ở nhờ gì mà ở nhờ ba thế hệ vậy? Cái này ta coi lại, ở nhờ có di truyền á. Cái này ta gọi là ở nhờ mà có di truyền anh chị. Mẹ ở nhờ, ví dụ mình có chồng rồi thì mình có chồng rồi mình ra mình ở với gia đình mình đấy, đúng không? Đó, bà mẹ để đứa con, bà mẹ ở nhờ thì thôi cũng đã đành, đúng không? Để đứa con, dắt đứa con về ở nhờ. Rồi cái đứa con nó để đứa cháu, dắt đứa cháu về ở nhờ. Thì cái này ở nhờ có phải là ở nhờ có di truyền không anh chị? Đù, ở nhờ kiểu này khó quá nè. À, kiểu này đẻ thêm đứa chắc nữa, ở nhờ nữa. Sao mày làm khó tao quá vậy? Mình phải có lòng tự trọng sĩ diện cho mình ở à, 5-10 ngày nửa tháng à, cái lúc mà kẹt rồi thôi, đúng không? Khó khăn rồi thôi, ở nhờ rồi còn tính tới cái ăn nhờ nữa chứ. Thường thường ta nói là ăn nhờ ở đậu đó, đó cái thứ đó, đó.